Giới buôn lậu Hồng Kông đưa thịt của Hoa Kỳ vào Hoa Lục, tin từ Bắc Kinh Hoa Lục. Giới buôn lậu đã đưa các loại sản phẩm thịt của Hoa Kỳ từ Hồng Kông ồ ạt đến Hoa Lục vì đây là ngành kinh doanh thu được lợi nhuận béo bở hiện nay. Đây đó, tại thị trấn biên giới Hồng Kông, người ta thấy có rất nhiều thịt bò đông lạnh của Hoa Kỳ bày bán trên các vỉa hè dưới sức nóng 32 độ C. Thịt buôn lậu được vận chuyển gồm thịt sườn, thịt nướng và nhiều sản phẩm khác đã được đóng gói để đưa vào đất liền, bất chấp lệnh cấm của chính quyền Trung Cộng lâu nay. Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật, thì giới buôn lậu không làm điều gì sai qua việc kinh doanh kể trên. Thịt được nhập cảng hợp pháp vào Hồng Kông, tuy nhiên vì chính quyền Trung Cộng đã ra lệnh cấm thịt bò Hoa Kỳ khiến cho việc bán lại các loại sản phẩm này bị cấm tại Hoa Lục. Bất chấp một lệnh cấm như thế, thịt động vật của Hoa Kỳ tiếp tục được tuồn vào bán tại các siêu thị và nhà máy khắp Hoa Lục. Các nhà dân chủ nói rằng các giới chức kiểm soát biên giới ở Hoa Lục đã mắt nhắm mắt mở để cho giới buôn lậu đưa sản phẩm thịt của Hoa Kỳ vào đất liền. Một phát ngôn nhân chính quyền địa phương cho biết, nhân viên thuế quan Hoa Lục biết rõ đó là thịt nhập cảng bất hợp pháp vì các túi xách của họ đi qua máy chiếu X-quang cho thấy rõ ràng những món đồ ở trong đó, kể cả một con tôm hùm. Vì vậy, ông cho rằng các sản phẩm thịt của Hoa Kỳ được đưa vào Hoa Lục là một cơ hội tốt cho người tiêu thụ bản xứ. Trong khi đó, theo truyền thông địa phương, thì giới chức thẩm quyền của Trung Cộng đã tịch thu được 100.000 tấn thịt đông lạnh buôn lậu hồi tháng qua.